chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ lại đến với thông tin tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8. Thì đầu tiên là người dân Bến Tre sẽ về quê đợt 2, được hỗ trợ chi phí test nhanh và tiêm vaccine. Thì trưởng ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tấn Bửu vừa ký thông báo hướng dẫn quy trình về quê Bến Tre đợt 2. Thì theo đó là ngày hôm nay, người dân sẽ có mặt tại trung tâm hội nghị White Place số 194, đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận để tiêm vaccine. Thì khi đi tiêm vaccine, người dân cần ăn uống đầy đủ, mặc áo tay ngắn, đem theo giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bút viết, và những ai có bệnh nền thì cần đem theo toa thuốc của bác sĩ, và những người đã tiêm vaccine mũi 1 thì đem theo giấy xác nhận. Thì người dân Bến Tre về quê đợt 2 trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 8 lần lượt như sau. Sáng ngày mai, người dân huyện Bình Đại, Dòng Trơm và Chợ Lách sẽ có mặt để xét nghiệm nhanh và lên xe về quê. Ngày 16 thì người dân huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, và 17 là người dân Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre. Hôm qua, xã An Khánh, huyện Châu Thành cũng vừa phát đi thông báo khẩn. Thì ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã An Khánh thông báo khẩn đến người dân trên địa bàn xã An Khánh như sau. Những ai có đến mua rau củ tại khu vực bán rau củ quả của ông NVC, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hòa, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, bán tại khu đất trống bên tay phải, hướng từ vòng xoay An Khánh đi lên 100m, đối diện lò bánh mì, bánh kem Deli Bakery từ ngày 9 tháng 8 đến sáng ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8 thì khẩn trương đến trạm y tế An Khánh để khai báo y tế. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8, thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8, Bến Tre có 22 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm là trong đó liên quan đến công ty CB Đông Lạnh là 20 ca, là ở các xã như là Tường Đa, An Hiệp, Phú Đức, Tiên Thủy, Sơn Hòa, Phước Thạnh, Phú Túc, huyện Châu Thành và Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Thì tất cả các ca này đều liên quan đến công ty CB Đông Lạnh. Thì tại huyện Ba Tri là 2 ca là ở Tân Thủy. Thì ngoài cộng đồng đi test nhanh và thị trấn, thì trong khu cách ly và phong tỏa là 21 ca. Thì 21 ca này bao gồm là 20 ca ở công ty CB Đông Lạnh và 1 ca ở thị trấn và 1 ca ở Tân Thủy là ngoài cộng đồng. Thì tính đến sáng ngày hôm nay là Bến Tre có 1.301 ca dương tính với Covid-19, trong đó vẫn là 26 ca tử vong. Tính đến ngày hôm nay là Bến Tre có 594 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh thông tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.